Trong các cuộc họp ban chỉ đạo những ngày gần đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn vùng xanh trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Bám sát chủ trương này, từ quận huyện đến xã phường đã huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ vùng xanh. Tại quận Hải Châu, địa phương đang được đánh giá có nguy cơ rất cao cũng đã tăng cường kiểm soát chặt các vùng xanh, nhất là các kiệt hẻm chưa có ca mắc COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Đây là vùng xanh được thiết lập tại kiệt 36 đường Lê Duẩn thuộc phường Hải Châu 1. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban điều hành khu dân cư đã huy động tối đa sự tham gia của người dân trực chốt để cùng giúp sức cho lực lượng chức năng bảo vệ an toàn vùng xanh. Tuân thủ đúng các quy định của vùng xanh, đặc biệt khi thực hiện yêu cầu ai ở đâu thì ở đó, người dân trong khu vực nghiêm chỉnh ở nhà, chỉ có lực lượng ban điều hành đi phân phối thực phẩm cho bà con. Ý thức được cái trách nhiệm của mình, năm nay thì tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng mà cũng cùng với các dân ở tại đây là phân công trực một ngày là 2 tiếng. Người đi ra đi vào đây thì chủ yếu là trong này là những người đi bệnh viện, đi chạy thận hoặc đi tiêm vaccine. Còn tất cả mọi người không ai ra vào hết. Còn đây là tổ dân phố 26 tại kiệt 22 đường Hải Phòng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn địa bàn mình sinh sống trước nguy cơ dịch bệnh, các hộ dân tại đây đã cử đại diện hộ gia đình chia ca luân phiên trực chốt vùng xanh với các thành viên khác. Buổi sáng là chúng tôi trực từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối và tuyệt đối không cho những người lạ vào trong vùng xanh, và những người từ trong vùng xanh đi ra thì đều khai báo y tế, và hàng hóa ra vào trong kiệt thì sẽ khử khuẩn sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Công tác xét nghiệm định kỳ cho bà con nhân dân tại các vùng xanh cũng là nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu. Ban điều hành tại mỗi khu dân cư có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở từng tổ trưởng tổ dân phố thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm xét nghiệm để mỗi hộ dân nắm rõ, không để bỏ sót trường hợp nào. Tôi vô cho các tổ trưởng dân phố, các tổ phó dân phố và trong cái đội trong ban điều hành và kiểm soát chặt chẽ từng nhà, từng người. Ở trang kiệt hẻm, đây là kiệt hẻm rất nhiều, nhà trọ và những cái nhà cho thuê ở tạm thì phải huy động cho mỗi khi mà xét nghiệm và có mặt đầy đủ, thứ nhất. Thứ hai nữa là tuyên truyền vận động bằng loa phóng thanh, bằng đi trực tiếp đến từng nhà, từng người. Chúng tôi vẫn chỉ đạo xuyên suốt cho cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ COVID cộng đồng ở khu dân cư, để tiếp tục giữ vững cái vùng xanh, gọi là những cái vùng mà mặc dù là có nguy cơ nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi vẫn giữ là chưa có cái sự lây nhiễm ở trong cái khu dân cư. Và đặc biệt thì vấn đề này thì chúng tôi đã chỉ đạo cho cấp ủy chi bộ thành lập các cái ban điều hành trong cái công tác chốt chặn ngay từ đầu các kiệt hẻm để mà luân phiên ra và nâng cao cái ý thức của người dân ở khu dân cư nhằm đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn của phường. Bảo vệ vững chắc an toàn vùng xanh, hạn chế sự lây lan dịch từ trong các kiệt hẻm được xem là giải pháp cấp bách và cấp thiết trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thời điểm hiện nay. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính ý thức của mỗi người dân là yếu tố quan trọng để ngăn chặn chuỗi lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và cho chính bản thân mình.